Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. chương 46 Phượng Hí Dương khẽ cắn môi, không nói gì, hạ tĩnh thạch tiện tay đưa lại cho nàng món lễ tiên, nhìn biểu cảm của nàng rồi nhẹ nhàng nói. Thật ra bổn vương chuẩn bị hạ lễ cho ngươi, không chỉ đơn giản là mấy món đồ này người cũng không cần bận tâm quá. Ta thấy người cũng đã bỏ không ít tâm sức vào, vạn sự khởi đầu nan, thế này là rất tốt rồi, cứ đặt hàng theo tờ đơn này mà làm đi. Thấy Phượng Hí Dương vẫn chưa có ý định rời đi, Hạ Tĩnh Thạch đứng dậy khỏi bàn, đi ra ngoài và nói, bổn vương có việc phải ra ngoài một lúc, người cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, người đã khuất bóng ngoài cửa. Ánh mắt nàng dừng lại trên bàn, nơi đặt mở sẵn một hộp phấn thơm bàn long năm môn. Lúc vừa bước vào, nàng thấy một cung nữ đang giúp hạ tĩnh thạch mài mực, hiển nhiên hắn đang chuẩn bị viết thứ gì đó. Có phải Vương Phi muốn tìm thư để đọc không? Cung nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nói, thư ở phòng bên kia. Phượng Hí Dương lắc đầu, định mở lời thì từ ngoài cửa vang lên giọng nói kỳ lạ, điện hạ nên nghỉ ngơi, điện hạ nên nghỉ ngơi. Đó chính là tiếng con hàn cao. Con hàn cao dường như không nhận ra rằng hạ tĩnh thạch đã rời đi vẫn liên tục kêu gào ngoài hành lang mà không biết mệt. Phượng hí Dương nhìn nó chăm chú một lúc rồi đột nhiên quay sang hỏi cung nữ trong thư phòng, con hàn cao này là ai tặng cho điện hạ vậy? Cung nữ hơi sững lại, rồi cung kính đáp, "Thưa Vương phi, nô tỳ không biết." Nghe vậy, Phượng hí Dương chỉ cười nhạt, bước chậm rãi ra khỏi thư phòng. Đi được một đoạn khá xa, lòng nàng vẫn không khỏi cảm thấy bực bội từng cơn. Nàng vô thức quay đầu nhìn lại, không biết có phải vì mình quá nhạy cảm hay không, nhưng giọng điệu của con Hàn cao ấy lại khiến nàng liên tưởng đến phó nhất Tiếu một cách kỳ lạ. Ngày trọng đại và vinh quang nhất trong đời của một nữ nhi chính là ngày xuất giá. Mẫu thân của Tuyết Ảnh, Tiết Mưng Tố, là một tiểu thư khuê các điển hình. Vào ngày hôn lễ, bà dậy rất sớm, không chút cầu thả dâng hương cầu nguyện, rồi mới cẩn thận giúp Tuyết Ảnh mặc bộ áo cưới đỏ thẫm. Gỗ mục cũng trở nên nghiêm túc lạ thường, làm theo các bước đã chuẩn bị trước, dùng lược thấm nước hoa lộ thơm mát rồi tinh tế chải tóc dài cho tuyết ảnh. Vừa chải, nàng vừa ngâm, chải một lần đến cuối tóc, chải hai lần đến đầu bạc răng long, chải ba lần cho con cháu đầy đàn, chải bốn lần để cuộc đời sung túc. Đang nói, nàng đột nhiên rơi nước mắt, nghẹn ngào. Từ nay tiểu thư không còn là người của gia đình nữa. Gỗ mục thật sự không nỡ tuyết ảnh mắt đỏ hoe, mắng yêu, gì mà không còn là người trong nhà, chỉ là xuất giá thôi, đâu phải bị cha đuổi đi đâu. Nếu biết trước gọi ngươi là gỗ mục sẽ càng lúc càng đần, thì ngày ấy ta đã đặt cho ngươi cái tên hầu tinh rồi. Gỗ mục lau nước mắt, tuổi thân trách móc, tiểu thư nếu sửa tên cho gỗ mục, gỗ mục dĩ nhiên là vui lắm, nhưng tiểu thư nhà khác đặt tên cho nha đầu thì là uyển nhi, san nhi, kém nhất cũng là phương nhi. Vì sao tiểu thư lại đặt cho gỗ mục toàn là những tên như hoa điêu rồi mau cua? Sắc mặt tuyết ảnh trầm xuống, định mở miệng nói, nhưng vừa thấy mẹ nàng, tiết ngưng tố, nhíu mày liền vội ngoan ngoãn, im lặng, ngừng mặt cho mẫu thân trang điểm. Trong lòng nàng thầm tức, chỉ trách phía sau lưng không có mắt để có thể trừng gỗ mục một cái thật dữ. Đúng là thị nữ nhà khác đều có những cái tên như Phương, Hoa, Thảo nhưng tuyết ảnh thấy những tên ấy quá tầm thương. Vì vậy, khi đặt tên cho các thị nữ của mình, nàng đã suy nghĩ rất lâu, chỉnh sửa nhiều lần, quyết tâm phải chọn những cái tên độc đáo, không trùng lập. Tuyết ảnh giải thích ý nghĩa tên gỗ mục là cây khô gặp mùa xuân. Vì sao vậy? Bởi tên gốc của gỗ mục vốn là xuân bùn, gỗ mục, nhân ra vốn là xuân nhi lạp mà, mà cây khô, lão thụ thì thật không thích hợp để đặt cho một cô gái nhỏ, gỗ mục lẽ nào gỗ mục lại hay hơn? Vì vậy, nàng đổi tên thành gỗ mục, và trong tất cả các thị nữ, nàng hài lòng nhất với cái tên này. Thế nhưng, đến tận hôm nay nàng mới nhận ra toàn bộ tâm huyết của mình hoàn toàn vô ích. Gỗ mục chẳng hề cảm kích vì cái tên nàng đã hao tâm tổn trí nghĩ ra, trái lại còn chế giễu không thương tiếc. Nhấp lên môi, tiết ngưng tố đưa một miếng yến chi cho tuyết ảnh. Nàng nghe lời, nhẹ nhàng chấm vào giữa môi. Gỗ mục nói cũng không sai đâu. Tuyết ảnh, gỗ mục, mụ mụ, buông miếng yến chi xuống. Tiết ngưng tối nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tuyết ảnh. Dịu dàng nói, xuất giá rồi thì phải theo họ nhà chồng. Người sẽ không còn là nữ nhi nhà lăng nữa. Ban đầu mẹ rất phản đối kết thân với nhà họ quan. Nhưng cha ngươi nói Ninh Phi kia là đứa trẻ tốt. Nhà Ninh gia cũng là gia đình nghiêm túc, trong sạch. Nên mẹ mới yên lòng. Một nữ nhi khi xuất giá, từ miếng thịt trong lòng mẹ sẽ trở thành một ngọn cỏ trong mắt bà bà. Sau này không được tùy tiện nữa, không nên hành xử theo ý mình, hiểu chưa? Nói chưa dứt, giọng tiết ngưng tố đã run run, ánh mắt cũng rưng rưng lệ. Tuyết ảnh nũng nịu rụi vào lòng mẹ, tuyết ảnh ngoan ngoãn như vậy, bà bà chắc chắn sẽ yêu thương tuyết ảnh giống như mẹ mà, mẹ không cần lo lắng đâu. Tiết ngưng tố mỉm cười, không kìm được đưa món tay chọc nhẹ vào chán tuyết ảnh. Người đúng là chỉ giỏi nói. Tuyết Ảnh vốn định làm cho mẹ vui, liền giả vờ khoa trương ngửa ra sau theo hướng tay mẹ chỉ, không ngờ lại mất thăng bằng, giữa tiếng thét của gỗ mục, nàng ngã thẳng xuống đất. Người ngã, tóc tai rối tung, về sau mỗi khi nhắc đến tình cảnh ngày tiểu thư xuất giá, gỗ mục luôn nhớ đến cảnh tượng này. Kể từ khi Ninh Phi nói với Tuyết Ảnh rằng Phượng hí Dương vì không quen khí hậu mà sinh bệnh nằm trên giường, nàng không ngừng cầu nguyện với ông trời mong rằng bệnh của Phượng Hí Dương sẽ kéo dài để ít nhất không thể tham dự tiệc cưới, vì nàng không muốn Phượng Hí Dương xuất hiện trong ngày quan trọng này với nhất tiếu. Nhưng dường như ông trời đã không nghe lời thỉnh cầu nhỏ bé của nàng, nên giờ đây, nàng phải lấy thân phận Vương Phi tham dự hôn lễ của mình và còn phải cúi đầu hành lễ lớn với Phượng Hí Dương. Nhưng nàng không muốn, nên chỉ khẽ cúi người, còn Hạ Tĩnh Thạch chỉ nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Lễ quan còn chưa kịp tuyên bố bắt đầu hôn lễ thì từ bên ngoài, một vệ binh thu thành vội vàng tiến vào bẩm báo lớn, sứ giả Túc Sa đã đến, nói rằng họ đến để tham dự hôn lễ. Phượng Hí Dương vốn đang ngồi yên liền bật dậy, vui vẻ hỏi, thật sự có người Túc Sa đến sao? Có ai đến vậy? Trong sảnh im lặng đến rợn người, những ánh mắt hoặc căm ghét hoặc chỉ trích đều lạnh lùng hướng về phía nàng. Phượng Hí Dương nhận thấy không khí khác thường, lúng túng ngồi lại chỗ, khẽ nói với Hạ Tĩnh Thạch, xin lỗi, ta. Hạ Tĩnh Thạch chỉ đáp một tiếng ừm, xem như đã nghe, rồi cắt lời nàng, không sao đâu. Bảo bọn họ vào thành đi. mươi 47 Tuyết ảnh từng truyền tin tức về lễ cưới của Ninh Phi đến cho Nhất Tiếu, nhưng hành trình chưa được tính toán kỹ, thời gian cũng chưa cụ thể, nên sau khi nhận được tin, Nhất Tiếu đã sắp xếp người đến tham gia, nhưng mọi người vẫn còn đang đoán giả đoán non một người đàn ông trung niên với gương mặt phong trần bước nhanh đến dưới sự dẫn đường của cấm quân thấy tuyết ảnh và ninh phi đứng chờ ở cửa hỉ đường liền vội vàng tiến lên hành lễ chúc mừng tướng quân ninh chúc mừng ninh phu nhân ai cử ngươi đến đây tuyết ảnh ngắt lời là nhất tiếu phái ngươi sao người đó ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng lại cười nói tiểu nhân họ hoàng là chấp sự của phủ hoàng tử Ngày nọ nghe thiếu phi nhắc đến chuyện phu nhân và tướng quân ninh sắp thành thân, nên hoàng tử sai tiểu nhân mang hạ lễ đến trước. Giữa đường, tiểu nhân nghe nói lễ cưới sắp diễn ra chỉ trong vài ngày, nên không dám chậm trễ, ngày đêm lên đường, cuối cùng cũng hoàn thành phó thác của hoàng tử và thiếu phi. Hạ tĩnh thạch cũng vừa đến gần, vẻ nghi hoặc hỏi, người gọi nhất tiếu là gì? Hoàng chấp sự thấy y phục của hạ tĩnh thạch, nhận ra đó là Trấn Nam Vương lập tức cung kính đáp bẩm vương gia là thiếu phi hạ tĩnh thạch hơi biến sắc lạnh lùng nói phượng tùy ca rốt cuộc có ý gì đây hoàng chấp sự thấy hạ tĩnh thạch bỗng dưng nổi giận liền tỏ vẻ luống cuống vương gia bớt giận tiểu nhân tiểu nhân không rõ chuyện này trong phòng mọi người vốn đã chú ý đến cuộc đối thoại ở cửa giờ đây lại càng bàn tán xôn xao tuyết ảnh bối rối kéo nhẹ tay áo ninh phi thiếu phi là sao vậy? Ninh phi nhíu mày, nghiêm mặt nói, vợ chính thức của hoàng tử nên gọi là hoàng tử phi, còn thiếu phi chỉ dùng để gọi chắc phi. Tuyết ảnh tròn mắt nhìn, ý ngươi là phượng tùy ca đã nạp nhất tiếu làm thiếp, mà nhất tiếu cũng đồng ý rồi. Ninh phi ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Phượng Hí Dương vốn đi cùng Hạ Tĩnh Thạch, nghe vậy liền vội giải thích, thực ra với xuất thân của Phó Nhất Tiếu, hoàng huynh nạp nàng làm chắc phi đã là chưa kịp nói hết câu đã bị tuyết ảnh cắt ngang giận dữ nói xuất thân của nhất tiếu thì sao chứ con gái nhà quyền quý là ghê gớm lắm sao trong phòng giữa đám đông đang xem lễ cũng có người buông lời châm chọc vương phi bản thân là quý nữ đương nhiên là ghê gớm rồi phượng hí dương nén giận giải thích ta không có ý đó ý ta là hoàng huynh có thể nạp nhất tiếu làm chắc phi chỉ là Bất ngờ, nàng không nói tiếp được nữa vì đối diện nàng. Hạ tĩnh thạch lạnh lùng nhìn, ánh mắt lạnh băng khóa chặt vào nàng. Môi khẽ mấp máy nhưng không nói với nàng, không cần nói nữa. Đưa Vương Phi về điện. Tiêu vị nhiên vừa bước lên chưa kịp mở miệng mời thì Phượng Hí Dương bỗng cười lạnh. Thực ra ai cũng ngầm hiểu rằng nhất tiếu không thể trở thành hoàng tử phi, cần gì phải đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Trong sảnh bỗng nhiên im lặng hẳn, ngay cả hạ tĩnh thạch cũng ngây người. Tuyết ảnh tức đến mức mắt đỏ hoe, tay run rẩy nắm chặt mép áo, muốn nói lại nhưng không thốt nên lời. Ninh Phi ôm vai tuyết ảnh an ủi, lạnh lùng ngẩng đầu nói, nhất tiếu và ta lớn lên cùng nhau, nếu nàng cam lòng làm chắc Phi, giờ này nàng đã ngồi ở đại sảnh này, chứ không phải từ xa phái người đến tặng đồ cho chúng ta. Phượng Hí dương định lên tiếng nữa, nhưng tiêu vị nhiên đã bước sang ngăn cách nàng với mọi người ngoài cửa, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối vương phi vẫn nên quay về điện thì hơn phượng hí dương nhìn hắn chăm chú một lúc ánh mắt thoáng vẻ cay đắng nhưng cũng đầy kiêu hãnh rồi xoay người đi về phía chỗ ngồi của mình hạ tĩnh thạch đã lấy lại bình tĩnh xin mời khách quan an tọa nói rồi hắn đi đầu quay trở lại xanh sắp xếp cho hoàng chấp sự với vẻ mặt tái xanh vào trong bữa tiệc tiêu vị nhiên ôn tồn nhắc nhở hoàng chấp sự gói đầu ngài đeo trên lưng hoàng chấp sự bừng tỉnh vội vàng tháo xuống chiếc tay nải được gói rất cẩn thận và trao vào tay tiêu vị nhiên tiêu vị nhiên liếc nhìn hạ tĩnh thạch rồi quay sang tuyết ảnh nói nhỏ hãy mở ra đi tuyết ảnh gật đầu rồi nhanh tay mở lớp tay nải để lộ ra một chiếc hộp gỗ trầm hương tuyết ảnh không kiềm được nói khẽ lạ nhỉ sao phải bọc cẩn thận thế này bên trong chắc không phải là đầy nhân sâm quả đấy chứ mở chiếc hộp ra, bên trong là hai quyển sách cũ mỏng. Ninh Phi thoáng vẻ ngạc nhiên, còn tuyết ảnh và tiêu vị nhiên đồng loạt kinh ngạc kêu lên, đây là bàn lẻ của bà La Ngạn. Hạ tĩnh thạch nhướng mày, mỉm cười, quả là một món quà tuyệt vời. Tiêu vị nhiên trao chiếc hộp cho Ninh Phi, cầm lấy một quyển lật vài trang, rồi thở dài, cho ta xem trước nhé. Tuyết ảnh giành lấy quyển còn lại, liếc nhìn tiêu vị nhiên, không được để ta xem xong rồi mới cho ngươi mượn tiêu vị nhiên hiếm khi nghiêm túc nói vậy mỗi người một quyển xem xong rồi đổi đừng hòng tuyết ảnh dứt khoát từ chối trong lúc cả hai còn đang tranh giành ninh phi đứng bên cười ha hả thôi đi đừng cãi nhau nữa trong sảnh mọi người lập tức phát ra tiếng trầm trồ ngưỡng mộ tiêu vị nhiên trong tay vẫn đang cầm cuốn sách tò mò tiến lại gần thật hay giả vậy Ninh Phi đưa tới một thanh trùy thủ bằng gỗ trầm hương đã lắp vỏ, có lẽ là thật. Tuyết ảnh nhìn trùy thủ bên cạnh, nói với tiêu vị nhiên, tiêu tướng quân, thanh trùy thủ này chắc là thứ quý giá. Nếu vậy người không tiện xem sách đâu, chi bằng đặt sách lại vào hộp đi. Tiêu vị nhiên thuận miệng đáp lại, vừa đưa sách ra thì nhận ra ý đồ của tuyết ảnh, liền rút lại ngay, suýt nữa thì bị ngươi lừa. Tuyết ảnh bực bội dừng lại, tiêu vị nhiên làm như không thấy bỗng nhiên bật cười nhất tiếu nha đầu này từ trước đến giờ chẳng bao giờ công bằng lần này không thể để nàng thoát được vừa nói hắn vừa lấy từ trong tay ninh phi hai phong thư được dán niêm phong có một bức là viết cho điện hạ hắn ngập ngừng một chút rồi hai tay dâng lên cho hạ tĩnh thạch nhưng đây không phải nét chữ của nhất tiếu đây là nét chữ của hoàng tử phượng hạ tĩnh thạch chỉ thoáng nhìn rồi cất vào ngực ra hiệu cho lễ quan còn không mau bắt đầu. Giờ lành sắp qua rồi. Phù quân vốn mong muốn ta chuẩn bị vật này đúng không? Trong lúc tiếng nhạc vui tươi vang lên, Phượng Hí Dương bỗng hạ giọng hỏi. Hạ tính thạch bình thản nhìn nàng, có thể nàng là mượn hoa dâng vật, nhưng chỉ cần có lòng, đưa cái gì cũng không quan trọng. Tỷ tỷ, tần y đeo một cây cung bọc rừng, nhảy nhót đi theo phó nhất tiếu, sao tỷ không thử đi? nếu tỷ đi thì nhất định thắng được tên gì đó là đệ nhất xạ thủ túc xa. Ta đã mấy năm không chạm vào cung tiễn rồi, ngày thường thì còn được, nhưng thật ra thi đấu thì sợ mất mặt, phó nhất tiếu đáp lại một cách chán nản, lang thang dạo quanh vườn hoa không mục đích. Hôm ấy, Phượng Kỳ Sơn đồng ý cho tần y học bắn cung từ Phượng Tùy Ca, nhưng kết quả là tần y mượn cơ hội này ngày nào cũng đến làm phiền nhất tiếu. Phủ hoàng tử không phải nhỏ, nhưng dù nàng trốn đến đâu cũng bị tần y tìm thấy. Nhìn ánh mắt ngây thơ mà đầy ngưỡng mộ của nàng ấy, nhất tiếu chỉ còn biết trợn tròn mắt lên trời, nghĩ thầm đúng là tự mình chuốc khô. Nhất tiếu, phượng tùy ca xuất hiện ở đầu kia vườn hoa, tiểu y, sao ngươi cũng ở đây vậy? Phượng ca ca, tần y vui vẻ chạy đến bên cạnh, sắp tới sẽ có đại hội võ thuật, ta đang thuyết phục tỷ tỷ tham gia đây. Ồ, Phượng Tùy Ca nhướng mày nhìn nhất tiếu, nếu ngươi thấy ở phủ mãi gò bó quá, tham gia cho vui cũng không sao. Tần y nhanh chóng phụ họa theo. Nhất tiếu dứt khoát từ chối, tham gia cái này. Nhất tiếu dứt khoát từ chối, tham gia cái này chỉ để kiếm danh, kiếm lợi, kiếm địa vị, ngươi xem ta bây giờ còn thiếu thứ gì sao? Phượng Tùy Ca cười giảo hoạt, thật ra còn thiếu một thứ, thấy nhất tiếu vẻ mặt khó hiểu, hắn chỉ vào tay nàng. Nhất tiếu lùi lại một bước, tiểu y, ngươi cứ ở đây trò chuyện với Phượng ca ca, ta bỗng nhiên thấy buồn ngủ, muốn đi ngủ một chút. Phó nhất tiếu, Phượng tùy ca thấy nàng định trốn, liền bước tới chặn đường nàng, ngươi đã đồng ý sẽ sỏ lỗ tai mà. Nhất tiếu lại lùi thêm một bước, cười gượng, ta đúng là đã đồng ý, nhưng ta đâu có nói là sẽ sỏ ngay lúc nào. mươi 48, Phượng tùy ca tiến thêm một bước ta đã gọi hết thảy những bà thợ sò lỗ tai đến phủ rồi, ngươi bây giờ còn muốn từ chối ta nữa không? Nhất tiếu ngay lập tức chỉ vào một bên nhìn về phía tần y, tiểu y cũng chưa sò tai mà, tần y vội vã che tai lại kêu lên, ta còn chưa đến tuổi thành thân, chưa sò tai là chuyện bình thường. Tiểu y, vượng tùy ca đột nhiên quay về phía nàng, ngươi có thích đồ trang sức mặt bạch ngọc không? Tần y do dự buông tay, nếu nàng vẫn không chịu sỏ lỗ tai, Phượng Tùy Ca liếc mắt nhìn nhất tiếu, đến khi ngươi thành thân, ta sẽ lấy đôi bông tai mà nàng yêu thích nhất. Chưa kịp nói hết câu, nhất tiếu đã hớn hở rút từ ngực ra đôi bông tai, dơ lên trước mặt Phượng Tùy Ca, chỉ cần ta giữ bên mình, ngươi sẽ không lấy được đâu. Tần y vỗ tay cười nói, tỉ tỉ khi đi ngủ luôn tháo ra, đến lúc đó Phượng Ca Ca sẽ lấy được mà. Nhất tiếu lập tức sượng cứng, sấu hổ liếc nhìn phượng tùy ca tiểu y phượng tùy ca nhẹ nhàng trách ai dạy ngươi nói vậy thật là không biết lễ đồ tần y hơi trột giả lè lưỡi chỉ là nói vui thôi đừng nói lại cho ra ra nha gia gia ban ngày có việc đã giao cho ta làm rồi ta đi đây nói xong hành lễ rồi nhanh như cắt chạy đi giữa khoảng lặng khó xử phượng tùy ca từ từ bước đến trước mặt nhất tiếu khẽ gọi nàng nhất tiếu giọng nói dịu dàng khiến nàng rùng mình nàng lúng túng đáp lại giả có chuyện gì phượng tùy ca ngừng lại một lúc lâu rồi thở dài đừng nghĩ nhiều quá nhất tiếu quay mặt nhìn những đóa hoa hồng đỏ rực lay động bên cạnh ta không nghĩ gì đâu chỉ là gần đây hình như chàng đều ở thư lâu qua đêm nàng để ý ta ngủ ở đâu sao phượng tùy ca hỏi cười mà như không không có nhất tiếu hơi ngượng ngùng đáp chàng vì ta đã làm nhiều rồi thật sự có nhiều lúc chàng không cần phải bận tâm về ta nàng muốn nói gì sắc mặt phượng tùy ca dần thay đổi nhất tiếu liếc chàng một cái chàng có thể đừng nổi giận nghe ta nói hết được không phượng tùy ca nhẫn nhịn gật đầu ánh mắt nhất tiếu nhìn mông lung về phía xa ta không có ý gì khác chỉ muốn nói rằng chàng không cần vì ta mà thay đổi cuộc sống của mình nàng nghĩ mình là gì nàng nghĩ ta là gì Phượng Tùy Ca giận dữ ngắt lời nàng, nàng lại muốn nói rằng tất cả chỉ là một trò chơi, không hề liên quan đến tình cảm sao. Chưa kịp nói hết câu, Nhất Tiếu đã không thèm nhìn chàng, quay người bước đi. Phượng Tùy Ca lao lên vài bước giữ chặt nàng, nói rõ ràng rồi hãy đi. Phượng Tùy Ca, Nhất Tiếu cố sức gạt tay chàng nhưng không thoát được, nghiến răng nói, ta nói cho chàng biết, nếu chàng không muốn cãi nhau, lập tức buông tay ta ra ta cũng nói cho nàng biết chỉ có mình nàng nghĩ rằng ta đang cùng nàng chơi trò chơi đời này kiếp này dù nàng vô tâm thì cũng phải nảy sinh cảm giác với ta phượng tùy ca lạnh lùng quát nhất tiếu sững sờ phượng tùy ca nhìn thấy đồng từ của nhất tiếu dần co lại trong lòng hoảng hốt bao nhiêu giận dữ ban nãy lập tức tan biến như mây khói nhất tiếu giọng chàng hạ xuống thậm chí có chút run rẩy vì bối rối ta không có ý đó đâu nhìn ta đi, ta đã nói sẽ không ép nàng, ta chỉ là. Chỉ là, trong giây lát, chàng không biết phải dùng từ nào cho đúng, chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay nhất tiếu, không chịu buông dù chỉ một chút. Ngoài dự đoán, nhất tiếu khẽ mỉm cười, thật ra, xét về xuất thân, ta và chàng vốn cách xa nhau cả trời lẫn đất. Ta tự thấy mình chẳng có gì có thể thu hút nổi vẻ mỹ mạo của chàng. Có lẽ chỉ vì ta không giống các nữ nhân khác, không tỏ ra yếu đuối với chàng mà vô tình khiến chàng thấy hứng thú nàng giơ tay chặn môi phượng tùy ca không để chàng nói nghe ta nói hết đã đây là lý do duy nhất ta có thể nghĩ tới khiến chàng yêu ta nhưng ta thật sự rất bình thường hoàn toàn không xứng đáng để chàng phải lo nghĩ như thế huống chi tính tình của chúng ta qua giống nhau mỗi lần va chạm chúng ta đều đâm đầu cứng đối cứng một lần hai lần có thể chịu được nhưng chàng có thể nhẫn nhịn ta bao lâu? Nửa năm, hay một năm, không thể lâu dài được. Nhất tiếu, rốt cuộc nàng muốn gì? Phượng tùy ca không nhịn được nữa, kéo tay nàng xuống. Từ trước tới nay, chàng vốn không quan tâm đến điều gì, đã bao giờ chàng hối hận thế này đâu. Nhưng giờ chàng đã không còn nhớ nữa, ta chẳng muốn gì cả, nhất tiếu nhạt giọng đáp. Ta cứ nghĩ mình có thể làm chủ vận mệnh của bản thân, nhưng rồi mới nhận ra, đời ta từ đầu đến cuối chỉ là những gì cuộc đời ép ta phải chịu chứ chẳng phải những điều ta mong muốn không cầu mong gì thì sẽ không thất vọng phượng tùy ca nắm chặt tay nàng nhưng bây giờ ta muốn trao cho nàng chỉ cần trong phạm vi khả năng của ta chỉ cần ta có nàng muốn gì ta đều trao nàng muốn tình yêu bền bỉ mãi mãi ta sẽ cho nàng vĩnh cửu nàng muốn một khoảnh khắc rực rỡ ta sẽ cùng nàng chìm đắm trong sự hủy diệt ấy bây giờ nàng không tin ta cũng không sao ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta đáng để nàng phó thác không chỉ đời này kiếp này mà là ba kiếp thậm chí ba mươi kiếp ta sẽ chứng minh cho nàng thấy nàng khẽ mỉm cười tạm thời và vĩnh cửu chưa đến lúc ấy ai có thể hoàn toàn chắc chắn được chứ chúng ta có thể nắm chắc chỉ là hiện tại là khoảnh khắc này mà thôi không phải ta không tin chàng mà là điều ta muốn chàng thực sự không thể cho được Phượng Tùy Ca đột nhiên căng người, nàng muốn ta buông tha nàng sao? Nàng muốn quay về bên hạ tĩnh thạch sao? Ta không hề nghĩ đến việc trở về bên điện hạ, nhất tiếu đáp lại bình thản. Còn về tự do, ta vốn định chờ đến khi công chúa hí dương sinh hạ con cho điện hạ, chờ tình cảm của họ thêm bền chặt rồi mới nói với chàng, hoặc với quốc chủ. Ta sẽ không cho phép, trong mắt Phượng Tùy Ca ánh lên tia sắc bén, chàng gần từng chữ, dù có chết cũng không. Chàng có biết không, nhất tiếu không né tránh ánh mắt giận dữ của chàng. Ở đây, mọi người ngoài mặt đều cười với ta, nhưng trong lòng đã sớm đan sen kỵ ghét. Mỗi cái nhếch môi, mỗi ánh mắt họ ném về phía ta đều khiến ta cảm thấy như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào. Chàng đã nghe câu này chưa, cây cao trong rừng sẽ hứng chịu cơn gió mạnh. Đạo lý đó ta hiểu rõ. Nàng mỉm cười nhìn Phượng Tùy Ca, thật ra chỉ một câu hỏi cũng đủ để giải thích tất cả chàng và hoàng tử Túc Sa, tương lai sẽ là quốc chủ của Túc Sa. Chàng sẽ lập chính phi chứ, chàng sẽ có vương hậu, sẽ có tam cung lục viện như bao vị quân vương khác, đúng không? Những câu hỏi đó khiến Phượng Tùy Ca hơi sững sờ, chàng ngơ ngác nhìn Phó Nhất Tiếu, đúng vậy, chàng sẽ làm như thế. Nhất Tiếu không chờ chàng trả lời, hoặc có lẽ nàng không có ý định để chàng trả lời, không cần nói đến quốc chủ luôn nhằm vào ta đầy địch ý chỉ riêng các thế lực từ vương hậu và phi tần tương lai, từ các gia tộc ngoại thích hùng mạnh đứng sau cũng đã không ít. Còn ta ở túc xa chẳng có gốc rễ, thế lực thì mỏng manh. Nếu ta tồn tại mà khiến địa vị của các hậu phi bị đe dọa, thì túc xa quý tộc sẽ dễ dàng hủy diệt ta không chút dấu vết. Đúng, hông tay chàng có quyền lực duy nhất mà ta có thể nương nhờ để bảo vệ mình. Nhưng liệu chàng có thể bảo vệ ta từng giây từng phút không? chàng có thể đảm bảo rằng lúc đó chàng vẫn sẽ che chở cho ta như bây giờ không huống hồ ta không có tấm lòng rộng rãi như thế ta chỉ mong muốn được ở bên người phu quân của mình mỗi ngày đừng nói đến tam công lục viện chỉ một người thôi ta cũng đã không thể chấp nhận dù cố gắng kiềm chế đáy mắt nhất tiếu vẫn ánh lên chút hơi nước không kìm lòng được nàng trở tay nắm lấy tay chàng tựa đầu lên vai chàng ta chỉ là một người bình thường Ta không mạnh mẽ như chàng nghĩ đâu. Sự cứng rắn mà chàng thấy cũng chỉ là để bảo vệ chính mình mà thôi. Ta cần phải sống sót, vì ta muốn rời khỏi nơi này, muốn sống cuộc sống bình thường, hạnh phúc như bao người. Ta muốn mỗi năm được viếng mộ mẹ ta, muốn được bồng bế con của Tuyết Ảnh và Ninh Phi. Ta không muốn ở lại nơi này, mơ hồ chờ người khác hãm hại ta. Ta không biết phía trước có gì chờ đợi cũng không biết sau lưng có bao nhiêu mũi tên ngấm ngầm nhắm vào mình. Chàng nói cho ta biết, ta phải làm gì để có thể sống sót. Đôi mắt Phượng Tùy Ca cũng đã ngấn lệ, chàng nhẹ nhàng vuốt tóc nhất tiếu, im lặng không nói gì. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 49. Hơi ấm của gió đêm mang theo hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua, trước mắt là cảnh tượng hoa lá rực rỡ, đình đài lầu các trang nhã, hành lang uốn lượn, nhưng phó nhất tiếu lại chẳng có chút tâm trạng nào để thưởng thức. Như linh hồn kẻ chiến bại nơi xa trường, nếu có ai hỏi vì sao hắn không dốc sức chiến đấu, vì sao không vượt khỏi vòng vây, hắn sẽ trả lời rằng trước khi chết hắn đã cố gắng dẫy dụa đến mức nào. Chỉ là dẫy giụa không thoát, khi hơi tàn cạn kiệt, hắn chỉ có thể bị bắt. Nhưng hắn không muốn chịu cảnh bị bắt, nên hắn chỉ có thể từ trận. Nếu không thể tiến lên, nàng cũng chỉ còn cách là chết chân. Tần y không đến nữa, Phượng Tùy Ca cũng mấy ngày rồi không thấy xuất hiện. Từ cuộc trò chuyện vu vơ của đám hạ nhân, Nhất Tiếu biết rằng hắn đã ở lại Tần Phủ nhiều ngày. Nhất Tiếu chỉ cười nhạt, nàng không muốn nợ hắn quá nhiều, vì kiếp này đã nợ, kiếp sau chắc chắn phải hoàn trả. Thế nên, nàng chẳng còn mong muốn gì ở đời này nữa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại cách đó vài trường, kính chào thiếu phi, từ sau sự việc mây mờ, bọn thị nữ trong phủ khi đối diện nhất tiếu một mình luôn có chút lúng túng. Tần tiên sinh cầu kiến, hoàng tử không phải đang ở tần phủ sao, nhất tiếu không quay đầu lại, tần tiên sinh đến tìm thiếu phi, giọng thị nữ vẫn còn đôi chút sợ sệt, nếu thiếu phi không muốn gặp. Xin mời tần lão vào, nhất tiếu chỉnh lại tà váy rồi đứng dậy từ bậc thềm đá, nhưng thị nữ không dám đồng. Thiếu phi, tiếp kiến ngoại thần lẽ ra nên ở chính sảnh, bằng không. Bằng không thì sao, nhất tiếu bật cười, nhướng mày, nội trạch người qua lại nhộn nhịp thế này, các ngươi còn sợ ta sẽ tư thông với tần lão sao. Mặt thị nữ tái nhợt, quỳ xuống đất liên tục dập đầu, thiếu phi tha mạng, nô tỳ không hề có ý đó. Không ai muốn lấy mạng ngươi cả, nhất tiếu bất lực phất tay, đi mau. Một lát sau, tần dự vừa cười lớn vừa bước vào, thiếu phi quả nhiên hành xử khác người, lão tần cả đời đây mới là lần đầu gặp quý nữ tại nội trạch. Nhất tiếu hơi cúi người, tần lão đùa rồi, nhất tiếu nào phải quý nữ gì? Tần dự đứng trước mặt nàng, cung kính hành lễ, sau đó đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Thiếu phi tính thẳng thắn, lão tần cũng không dài dòng, có chuyện xin nói thẳng. Lần này lão tần đến là do phượng hoàng tử nhờ cây. Phượng tùy ca, nhất tiếu ngạc nhiên hỏi, Hắn lại bày cho gì đây? Tần dự cười bí hiểm, lão Tần nghe nói mấy ngày trước Phượng Hoàng tử cùng Thiếu Phi có chốt bất hòa, không biết Thiếu Phi có muốn nghe lão Tần vài lời không? Nhất Tiếu buồn bực vỗ chán, ta thực sự hối hận hôm đó đã nói với hắn nhiều như vậy, không ngờ hắn còn đến kể lại với ngươi. Thật sự coi đó là chuyện bất hòa sao? Tần dự cười tùm tìm nhìn quanh, rồi đột một hạ giọng hỏi, Thiếu Phi có hứng thú cai quản đất nước sau này không? nghe hai chữ sau tỷ, lòng nhất tiếu bất giác rung động, nhưng tần dự vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ có ánh mắt là ánh lên chút nhiệt huyết. Chuyện hôm ấy ta nói, tần lão biết được bao nhiêu? Nhất tiếu đột nhiên cười, hoàng tử đã kể toàn bộ câu chuyện cho lão tần rồi, tần dự tự tin đáp, những băn khoăn của thiếu phi đều là sự thật, nhưng nếu lão tần sẵn lòng giúp đỡ, liệu thiếu phi có dám đánh cược một phen không? Đánh cược, Tần lão vì sao muốn ta đánh cược? Nhất tiếu nhíu mày, hoặc có lẽ nên hỏi rằng tần lão định đặt vốn là gì và muốn thu lợi từ điều gì? Lão tần là người buôn bán, mọi thứ đều dựa vào đôi mắt tinh tường. Lão tần cho rằng thiếu phi có năng lực, nhưng hiện tại thiếu phi còn thiếu sự trợ lực cần thiết. Vì vậy, nếu thiếu phi đồng ý, lão tần sẽ đặt vốn là toàn bộ nhân lực, vật lực, tài lực của tần gia. Còn về lợi ích, tần dự ngừng lại một chút rồi tiếp tục, vì túc xa từ trước đến nay xem thường thương nhân dù tần gia giàu có nhưng vẫn bị xem là hạng hạ dân dưới sự bài xích của các dòng dõi quý tộc lâu đời tần gia không thể liên hôn với các gia tộc danh tiếng cho nên thực tế lão tần muốn mượn sức thiếu phi để củng cố cơ nghiệp tần gia thấy nàng vẫn có vẻ không hiểu rõ tần dự nở nụ cười nói thế này nếu túc xa có thể lập một vị vương hậu bình dân sau này triều đình sẽ không còn phản đối chuyện liên hôn với thương nhân. Còn Phượng Tùy Ca thì sao? Hắn đã hứa gì với ngươi? Nhất Tiếu nhạy bén hỏi vào người mà Tần Dự cố ý né tránh. Thiếu Phi quả nhiên sáng suốt, Tần Dự có chút bối rối, xoa tay. Phượng Hoàng Tử đã hứa rằng nếu Lão Tần có thể giúp hắn đưa Thiếu Phi lên làm Hoàng Hậu, thì bất kể con của Thiếu Phi sau này là nam hay nữ, Tần Gia sẽ được kết thân với Hoàng tộc Phượng Thị nhất tiếu dần dần lạnh mặt tần lão cho rằng nhất tiếu sẽ đồng ý sao thấy biểu cảm của nàng tần dự thận trọng trả lời trước đây lão tần nghĩ như vậy nhưng sau khi phượng hoàng tử kể lại những lời thiếu phi nói vài ngày trước lão tần mới hiểu rằng mình đã sai hoặc có thể nói từ đầu lão tần đã hoàn toàn không nhìn thấu nhưng tần lão vẫn đến nhất tiếu kìm nén có thể nói từ lần đầu tiên gặp nhau tại yến tiệc sự giúp đỡ của tần lão dành cho nhất tiếu đã rất rõ ràng khi ấy ta đoán rằng tần lão nhất định có việc muốn nhất tiếu giúp đỡ hôm nay tần lão mang những điều kiện không mấy ý nghĩa này để đổi lấy lời hứa và tự do của nhất tiếu ta nói vậy không có ý châm biếm ngược lại nhất tiếu càng cảm thấy hứng thú với điều mà tần lão chắc chắn tin tưởng đến vậy nàng nhìn chằm chằm vào mắt tần dử tần lão có chỉ giáo gì chăng là quyết tâm của phượng hoàng tử Tần Dự nói dứt khoát. Quyết tâm sao? Nhất Tiếu khá ngạc nhiên. Tần Dự gật đầu, Phượng Hoàng Tử là do Lão Tần nuôi nấng từ nhỏ. Sau khi biết những gì đã xảy ra giữa Hoàng Tử và Thiếu Phi, Lão Tần từng nghĩ rằng vì tinh khí tranh giành và hiếu thắng của Hoàng Tử, sự sủng ái dành cho Thiếu Phi chỉ là vì không thể có được lòng nàng, như một cách chống đối quốc chủ và các lão thần. Vì vậy, khi đến dự tiệc sinh nhật của Hoàng Tử và Thiếu Phi hôm đó, lão Tần cũng chẳng chuẩn bị quà cáp gì. Nhất Tiếu khẽ gật đầu, Tần Dự chậm rãi nói tiếp, nhưng lão Tần có thể nhận ra rằng, lần này hoàng tử thật lòng. Nhất Tiếu khẽ mỉm cười, bình thản nhìn Tần Dự, vậy Tần lão có thể nhìn ra quyết định của Nhất Tiếu không? Thiếu Phi vẫn chưa tin, Tần Dự cười bất lực, vậy thì, lão Tần cả gan mời Thiếu Phi đi đến một nơi, chỉ cần đến đó, Thiếu Phi sẽ hiểu. Nhất Tiếu trầm ngâm một lát, xin mời tần lão dẫn đường vừa bước đến cửa hai gia nhân bất ngờ xuất hiện chặn đường đi hành lễ với nhất tiếu rồi quay sang tần dự xin hỏi tần tiên sinh muốn đưa thiếu phi đi đâu tần dự bình tĩnh lấy một vật từ trong áo ra cho họ xem hai người đều ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lui ra nhất tiếu luôn giữ nét mặt bình tĩnh quan sát lúc này cười lạnh đây là cái gọi là quyết tâm của hắn sao một thiếu phi được đãi ngộ như vậy tần lão gặp qua mấy lần rồi Tần dự không giải thích gì, chỉ mỉm cười tiếp tục dẫn đường. Trên đường đi còn vài trạm gác ngầm, tần dự đều dùng vật đã xuất trình trước đó để vượt qua. Nhưng khi đến cổng chính phủ hoàng tử, một người gác cổng có vẻ ngoài đôn hậu, chắc nịch như nông dân nhất quyết không cho qua. Chỉ ấp ốm nói, hoàng tử đã dặn, không ai được đưa thiếu phi đi khi ngài không có mặt. Dù tần dự hết lời thuyết phục, người gác vẫn không nhượng bộ. Cuối cùng, nhất tiếu cũng nhận ra thứ mà tần dự dùng để vượt qua các trạm gác ngầm trước đó là một tấm lệnh bài ám kim ngươi là cô dư phải không nhất tiếu ôn tồn hỏi nàng từng nghe hạ nhân kể rằng phượng tùy ca đã tìm một người gác cổng vừa cường trắng vừa ngốc tưởng chỉ là chuyện đùa không ngờ lại là thật tần tiên sinh không có ác ý ta chỉ muốn ra ngoài một chút thôi dạ đúng vậy thiếu phi cô dư lắp bắp lúng túng đùa nghịch ngón tay nhưng hoàng tử đã dặn cô dư nhất định phải canh chừng thiếu phi, nếu không hoàng tử sẽ trách mắng. Hay để cô dư cùng ta đi, nhất tiếu suy nghĩ rồi đề nghị, quay sang hỏi ý tần dự. Không còn cách nào khác, tần dự đành gật đầu đồng ý. chương 50, đèn làm từ ngọc minh châu chiêu sáng dọc hành lang, rèm lụa tơ tằm phủ lên các khung cửa. Lá vàng được trang trí quanh cột rồng và hương bình chạm khắc hình phượng trang trí ngọc lưu ly. Khắp nơi nhìn lại, ánh trăng sáng rực giữa những vì sao, Ngọc Minh Châu càng thêm phần trong trẻo, phản chiếu xuống mặt nước dưới hành lang, tựa như dải ngân hà ngả vào trăng, tạo nên một cảm giác huyền ảo. Cô dư đi bên cạnh nhất tiếu, há miệng ngỡ ngàng ngắm nhìn khắp nơi, dần dần nở nụ cười vui vẻ, lẩm bẩm đây là Nguyệt Cung. Tần dự cũng bật cười vui vẻ, hỏi, thiếu phi có thích nơi này không? Tần lão nói đến chính là nơi này sao? Nhất Tiếu quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, đây là. Nguyệt Cung, cô dư bướng bình lặp lại, đây là Nguyệt Cung. Mời Thiếu Phi đi lối này, tần dự bước vào bên trong, dẫn đường. Đi qua một dãy cung điện được trang trí bằng hàng ngàn tượng Phật nhỏ rát vàng trên tường, bên trong là một khu vườn nhỏ. Tần dự chỉ vào một căn nhà bên trong có ánh đèn vàng hát ra, đột nhiên xài bước nhanh về phía đó, cất cao giọng gọi, Phượng Hoàng Tử nhất tiếu lập tức dừng lại cô dư đi sau nàng cũng suýt nữa không kịp dừng bước suýt đâm vào nàng tần lão phượng tùy ca nghe thấy tiếng gọi bước ra từ trong phòng thấy tần dự dẫn theo phó nhất tiếu và cô dư thì ngạc nhiên bột miệng nói sao các ngươi lại đến đây nhất tiếu gượng cười không nói gì tần dự liền vội giải thích hoàng tử thư lỗi lão tần vụng về ăn nói sợ không thể thuyết phục được thiếu phi nên đã đưa thiếu phi đến đây muốn để nàng tận mắt chứng kiến. Cô Dư nghe vậy liền gật đầu, vậy nên cô Dư cũng theo tới. Phượng Tùy Ca có chút biểu cảm kỳ lạ, đáp bâng quơ, à. Các người đến rồi, thấy Nhất Tiếu đang nghiêng đầu nhìn về phía xa, Tần giữ ho nhẹ, nói, Hoàng tử cùng Chắc Phi cứ trò chuyện trước, Lão Tần sẽ dẫn cô Dư đi nơi khác tham quan. Sau một lúc lâu, Phượng Tùy Ca khẽ hỏi, nàng có thích nơi này không? nhất tiếu khẽ nhách môi, thật đẹp. Ta đã nhờ tần lão mua lại, phượng tùy ca hơi ngập ngừng, ban đầu định sẽ chỉnh trang lại rồi mới nói với nàng. Nhất tiếu không tỏ vẻ gì vui mừng, vừa nhìn quanh khắp nơi vừa đi chầm chậm về phía căn phòng sáng đèn, đẹp thật, chàng định biến nơi này thành biệt huyền, hay chuẩn bị truyền ca phù hoàng tử đến đây. Phượng Tùy Ca vô tình chặn đường nàng, chỉ về phía khác, phía bên kia được bố trí rất đặc biệt, nàng mau đến xem. Để ta cầm đèn cho." Vừa mới thấy hắn bước tới, Nhất Tiếu liền dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn Phượng Tùy Ca và ngọn đèn dầu, bất ngờ nở một nụ cười mơ hồ, "Không cần, ta sẽ về." Thấy vẻ mặt của nàng, Phượng Tùy Ca vội nắm lấy tay nàng, "Bên trong không có nữ nhân." "Ta có nói bên trong có nữ nhân sao?" Nhất Tiếu cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, "Dù có thì sao, tương lai cả quốc gia cũng sẽ thuộc về hoàng tử." một vài nữ nhân thì có đáng gì? Phượng tùy ca vội vàng, nắm lấy tay nàng kéo vào phòng, dù ta nói thế nào nàng cũng không tin, thôi thì chính nàng vào xem đi. Nhất tiếu bất ngờ bị hắn kéo đi vài bước, tức giận vùng vẫy, nói, không có thì thôi, kéo tay kéo chân làm gì. Phượng tùy ca giả vờ không nghe, kéo nàng vào căn phòng sáng trưng, hơn dỗi đẩy nàng về phía góc tường, thấy chưa, nữ nhân ở kia. Nhất Tiếu ngẩn người nhìn vào góc tường, nơi đặt một hộp ngọc chứa đất son, đá xanh, phấn mặt và nhiều màu sắc khác để vẽ tranh. Một tấm da lớn được căng lên trên giá gỗ, trên đó vẽ hình một nữ tử oai phong trong y phục đỏ bạc. Tuy bức tranh chưa hoàn thành, gương mặt còn trống, nhưng trang phục và tư thế lại cực kỳ giống Phó Nhất Tiếu khi xông pha chiến trường năm xưa. "Chàng vẽ sao?" nàng ngẩn ngơ, "Người trong tranh là ta?" miệng hỏi nhưng chân đã không tự chủ mà tiến đến, tinh tế ngắm nhìn bức tranh ra chưa hoàn thành. Trên bức tranh, bộ giáp đỏ san hô đã bị đao kiếm xé nát, rách bươm, một góc còn thiếu mất một đoạn vải dài, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng có lẽ nó đã bị xé ra làm băng tạm thời cho một quân sĩ nào đó. Đây đúng là bộ chiến giáp thực sự. Ta không ngờ chẳng biết vẽ tranh, mà lại vẽ đẹp đến vậy, nhất tiếu nhìn đến ngẩn ngơ, ngón tay khẽ chạm vào một điểm trên tấm da, phần này, miếng lót vai của giáp làm từ da thuộc, chắc là có 8 lớp xếp chồng. Ở lớp thứ tư, 6 và 8, có khắc biểu tượng triều đình cầm tú. Chỗ này yếm khóa cũng không phải như vậy, nó phải là dây đai kéo ngang qua ngực rồi cố định bằng đinh. Nàng quay đầu nhìn Phượng Tùy Ca, đôi mắt dưới ánh đèn trở nên rực sáng, ta thật bội phục trí nhớ của chàng. Nếu không thấy bộ đồ này, ta đã quên mất chiến giáp ngày xưa trông như thế nào thật sao vậy ngày mai ta sẽ sửa lại thêm lần nữa phượng tùy ca thấy nàng vui vẻ lập tức quên hết bực tức lúc trước tiến lên chỉ vào bức tranh nói nàng không biết đâu màu đỏ san hô này rất khó tìm ta đã lục tung cả thành túc xa mới tìm được một hộp nhỏ xíu như vậy hắn làm động tác khoa trương bằng cách đưa ngón cái và ngón trỏ lại gần nhau tạo ra khoảng cách chỉ bằng một viên nhỏ cũng may tần lão trở về ta đã lục lọi nhà kho của ông ấy suốt một ngày cuối cùng mới gom đủ số màu vẽ này nếu không bức tranh này đã sớm hoàn thành rồi ta vốn định tặng cho nàng vào ngày sinh nhật nhất tiếu ngạc nhiên cười nói thật sự khó tìm đến vậy sao thực ra ta cũng không thích màu này lắm chỉ là cảm thấy màu này có thể che đi vết máu nàng vừa nói gì phượng tùy ca giật mình ngạc nhiên nhìn nàng một lát Lần trước không phải nàng nói màu này dùng để dụ địch trên chiến trường sao? Nhất Tiếu lập tức lườm hắn, "Ta có nói vậy sao? Trước đây giáp của ta vốn là màu bạc, nhưng mỗi lần rút quân về là toàn thân đầy vết máu, rất thu hút sự chú ý của người khác. Điện hạ thì cứ hay lo xa, thấy ta bị dính chút máu là lập tức lo lắng, gọi y sĩ đến kiểm tra. Chỉ một vết thương nhỏ mà lại làm ầm lên đến mức cả doanh trại đều biết." vì vậy sau đó ta mới tự may một bộ giáp đỏ như thế này lúc chàng vẽ không thấy rằng màu máu không thể hiện rõ trên đó sao dụ địch à chàng nghĩ ai cũng giống như chàng sao nói xong nàng bật cười phượng tùy ca thoáng giật mình khi nghe nàng nhắc đến hạ tĩnh thạch nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại hóa ra nàng chỉ làm vậy để che vết máu không phải để bảo vệ người đó mà cố ý dụ địch nghĩ vậy hắn cũng vui vẻ cười lớn tiếng cười còn vang dội hơn cả nhất tiếu nhất tiếu vốn đang cười thấy hắn cười không ngớt thì ngạc nhiên dừng lại hỏi chẳng nghĩ gì mà cười như vậy vừa cười phượng tùy ca vừa lắc đầu không có gì đâu ta chỉ nghĩ đến một chuyện cười xong là hết thôi nhất tiếu bĩu môi vốn định chọc ghẹo vài câu nhưng thấy hắn cười vui vẻ như vậy cuối cùng không nhịn được lại bật cười nhất tiếu ánh mắt phượng tùy ca ánh lên vẻ rạng rỡ nụ cười chưa tắt nhưng nét mặt lại trở nên trang trọng hơn nàng có thể thắng được họ không khóe môi nhất tiếu vẫn còn chút ý cười nàng không hiểu rõ hỏi lại thắng ai cơ họ ánh mắt phượng tùy ca tràn đầy dịu dàng và cưng chiều nàng có thể thắng được họ không không chỉ nhờ vào tần lão mà còn bằng chính sức của mình chứng minh với thế gian rằng nàng có thể vượt qua mọi nữ nhân thậm chí là hơn cả họ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn